Vợ chồng sao Việt lần đầu xác nhận đã ly hôn sau 12 năm chung sống, không có con chung. Nữ diễn viên cho biết hiện tại vẫn giữ mối quan hệ tri kỷ với người cũ, cả hai đều chưa có tình mới. Mới đây, trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Kiều Linh lần đầu cho biết đã tan vỡ hôn nhân với ông xã hơn 20 tuổi, là diễn viên Mai Sơn. Từ năm 2020-2021, cả hai đã để lộ nhiều dấu hiệu nghi đổ vỡ nhưng đều chọn cách im lặng, hạn chế chia sẻ chuyện đời tư. Trong cuộc trò chuyện với fan Như Thảo, Kiều Kinh tiết lộ cả hai đã đường ai nấy đi cách đây 3 đến 4 năm, nhưng đến nay mới thoải mái chia sẻ thông tin với công chúng. Trước khi kết hôn với Kiều Linh, diễn viên Mai Sơn có hai con riêng, còn cặp đôi không có con chung do nữ diễn viên bị ảnh hưởng sức khỏe sau khi hư thai. Dù đã không còn là vợ chồng nhưng Mai Sơn vẫn thể hiện vai trò trụ cột trong gia đình, hỗ trợ Kiều Linh xây dựng ngôi nhà tại Đà Lạt. Nữ diễn viên chia sẻ cả hai hiện vẫn xem nhau như tri kỷ, đều chưa có người mới nên cảm thấy bình thường, dễ chịu trong việc vẫn chăm sóc đối phương. Nữ diễn viên khẳng định cô đã ổn định tinh thần, bình tâm sau những đổ vỡ. Kiều Linh nói, đến giờ tôi và anh Sơn giống như tri kỷ của nhau. Anh Sơn vẫn lo, quán xuyến cho tôi những việc lớn trong cuộc đời mà người phụ nữ làm không được. Hiện tại anh Sơn đang ở Đà Lạt để phụ giúp tôi xây nhà trên đó, không phải trên danh nghĩa người chồng nữ mà là người tri kỷ. Nếu mình chia sẻ ra có lẽ mọi người không tin, nhưng thật sự 3, 4 năm nay đang là như vậy. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa ai có người mới, chính vì thế nên mới có thể quan tâm đến nhau được, nhưng chỉ ở mức tri kỷ. Khi được hỏi về lý do tan vỡ sau 12 năm bên nhau, Kiều Linh cho biết chồng cũ là người rất tốt tính, nhưng lại bị vô tư đến mức vô tâm. Trong khi đó, cô lại là người mong muốn được yêu thương, không nói ra nhưng người kia phải quan sát và thấu hiểu. Gọi là lỗi cũng không phải mà là do cá tính của mỗi người. Cả tôi và anh ấy đều không xấu, chẳng qua khi ghép lại với nhau thì không khớp được, Kiều Linh nói. Nữ diễn viên cho biết đã tự lo liệu cuộc sống của mình trong tương lai khi không có con cái, chồng kề cận. Khi không có chồng có con, chắc chắn mình phải cô độc, sẽ sống một mình. Tôi nghĩ về già mình sẽ sống với mấy chú chó, sống một cách an yên, tự tại. Dĩ nhiên, tôi sẽ cần một bạn trợ lý mà mình tin cậy ở cạnh để lo cho cuộc sống. Tôi phải có đủ kinh tế để tự chủ trong cuộc sống, thậm chí thuê cả người chăm sóc khi về già. Mỗi người đều có số phận riêng, mình phải biết chấp nhận nó và tìm những niềm vui nhỏ. Tôi sống như vậy, dù một mình nhưng vẫn đang vui với cuộc sống một mình. Kiều Linh và Mai Sơn là cặp đôi thầy trò trong showbiz Việt, cả hai chính thức về chung một vào năm 2008. Kiều Linh từng mang thai nhưng lại gặp sự cố khi tôi hư thai rồi đồng thời mổ u xơ tử cung, nằm mê man trong phòng hậu phẫu. Chân tay tê liệt cũng không thể cất lời để nhờ y tá kéo chăn cho đỡ lạnh, lúc đó tôi mới biết chồng mình. Mẹ mình có yêu thương mình đến đâu cũng không thể làm gì cho mình bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu. Sau biến cố này, sức khỏe cô bị ảnh hưởng dẫn đến việc không mang thai. Kiều Linh có hơn 15 năm làm nghề, cô từng xuất hiện trong Tân Phong Nữ Sĩ, Cuộc Gọi Lúc Không Giờ, Lối Sống Sai Lầm. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, chất giọng khàn đặc trưng. Hiện tại, diễn viên Mai Sơn kín tiếng trong cuộc sống đời tư, Kiều Linh thỉnh thoảng sẽ góp mặt trong vài dự án nhưng cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc thú cưng, tận hưởng cuộc sống yên bình. Cách đây không lâu, Kiều Linh tham gia vai phụ trong dự án phim điện ảnh Mai của Trấn Thành.